tầm mùi tầm mùi mình lên cái việc bạt bệnh ở China nó không bạt rồi anh yên tâm chứ là đang chơi con đây thật có sốc của họ anh đang mệt này sốc hả mệt à vì không thơ khởi anh đã tông vào cái trực phát nông của họ anh cái thập phê cái tập bái nó nở mà bị bái đến bạt clip đó mà chúng ta phải mau tìm ba rô ăn đi mưa cao mình đang yên mò mưa vẫn không ao đường chọc một phần đó này chỉ từ để lượng chứ bạn đây là mình dùng một xăng còn là gọi tâm trên là làm chơi để đợi làm chơi phải mình sẽ đào cây bà bắt luôn đường cây bắt cái mình mà cái bóng của mình phải bị đi bị đi
Hey, hey.